Bùng phát từ ngày 10 tháng 7, sau một tháng rưỡi, Đà Nẵng đã vượt mốc 3.000 ca mắc COVID-19. Cụ thể, với 153 ca mắc mới hôm ngày 24 tháng 8, thì tổng số ca mắc trên địa bàn thành phố đã là 3.149 ca. Dịch đã lan sang 55 xã phường và chỉ còn duy nhất xã Hòa Bắc, huyện Hòa Phan là địa phương chưa có trường hợp nào mắc bệnh. Theo thông kê, tiểu quận Sơn Trà là điểm nóng nhất trong đợt dịch lần này với 828 ca mắc Covid-19 và có đến 5 phường phải thực hiện cách ly y tế, đặc biệt liên quan chuỗi lây nhiễm từ cảng cá hết thỏa quang. Tiếp sau đó, với việc phát sinh chuỗi lây nhiễm từ chợ đầu mối Hòa Cường, số ca bệnh tại quận Hải Châu tăng cao và đến nay đã có 635 người mắc Covid-19.